Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay mình có một cái cây các chân máy của Rim Thái rất đẹp luôn nha anh em nha. Các chân máy của Rim Thái nha. Thì cây này là cao su, nó cao su zin theo xe luôn. Chống nghiêng zin theo xe luôn. Nhưng mà cây này là Rim Thái 201 nha anh em. Cho nên anh em sẽ thấy là cái ngạn của cái chống nghiêng nó sẽ nhỏ hơn so với những cây đời 96, 97 nha. 99, 2000, 201 là cái ngạn của cái cây chống nghiêng này rất là nhỏ nha. Đó. Thì cây này anh em nhìn nó mới không? Bởi vậy đời 201 đó thì đồ mới chứ lắm. Nhưng mà ít lắm. Rim Thái 201 nó ít có lắm nha anh em nha. Thì mình về được cây này đẹp lắm. Thì mức giá thì bán cho anh em mức giá tốt thôi. Bán cái này cho anh em mức giá 500 nha. Anh em nào là chơi thì liên hệ với Đạt, có cầu chống nghiêng đầy đủ cho anh em luôn, lò xo đầy đủ luôn. Giá 500 thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt. Chống nghiêng này là cái cây này là bao đẹp luôn, không có cong vênh gì hết nè. Đây, băng luôn này thấy không? Đó. Về là anh em xài liền nha. Rồi nước sơn thì rất là đẹp. Thì anh em chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt, 500 ngàn thì quá rẻ rồi, không có gì để mà bàn cãi rồi. Đấy, thì anh em nào lấy liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều, 500 thôi. Lâu lâu lên cho anh em một cây này, hàng đẹp VIP mà giá rẻ nha. Bóng lắm, cây này đẹp, sơn zin nha. Sơn zin nhé, không có sơn lại nha, sơn này sơn zin. Về là xài liền nha. Đấy, quá là đẹp luôn.